là Diệu Ngọc. Hiện tại mình đang học kỳ thứ 2 tại trường Đại học Nam Khoa. Thì từ khi mình qua đây có khá là nhiều bạn khoa dưới có nhắn tin hay liên hệ với mình để hỏi về thông tin của trường hay là cuộc sống ở đây ra làm sao. Thì hiện tại nhân dịp này mình cùng với team của mình sẽ gửi gắm đến các bạn một cái clip nhỏ coi như là một vài thông tin để mình gửi gắm tới. Đằng sau lưng mình đây hiện tại là bốn sân bóng rổ của trường mình. Sân vận động thì có được trang bị đầy đủ mọi thứ từ đèn và máy bán nước và thậm chí là cả rác cho các bạn vứt sau khi các bạn đứng xong. Top 50 trường xanh nhất trên thế giới, nên là các bạn có thể thấy rằng là trường mình có rất là nhiều cây và cỏ và cối và mọi thứ. Thì được cái trường mình khá là rộng nên là tất cả mọi khu học và khu sinh hoạt thì hầu hết là nằm ở trong công viên trường. Thì có một sự thật là khi mà các bạn biết là trường vừa rộng và vừa nhiều cây như vậy ấy, thì nó khá là nhiều muỗi, nên với những cái đứa mà có khả năng thu hút muỗi như mình hoặc là một vài bạn khác thì sẽ không vui với điều này cho lắm. Đây các bạn sinh viên Ấn Độ cũng đã từng tổ chức lễ hội văn hóa tại địa điểm này. Đối với học sinh đi bộ thì không phải là việc gì xa lạ nữa, nhưng mà đối với trường mình thì độ khó nó còn tăng thêm một level nữa, tại vì trường mình nằm ở trên núi nên là leo dốc là việc các bạn phải làm hàng ngày. Và bên cạnh tay trái của mình hiện tại đó chính là tòa nhà của mình học, sinh viên quốc tế học, nơi mình đi học hàng ngày. Vậy là mình đã giới thiệu sơ qua tất cả những điểm nổi bật có trong trường Nam Khoa, và đó là tất cả thông tin mà tụi mình muốn gửi tới các bạn trong clip ngày hôm nay, và hy vọng đã phần nào giúp các bạn có những thông tin bổ ích cho chuyến du học sắp tới của mình. Chúc các bạn may mắn trong con đường học tập nhé. Hey guys, vậy là chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Hiện tại thì mình sẽ giải đáp một vài câu hỏi mà các bạn quan tâm nhất. Ở phòng học của tụi mình thì thường sẽ có phòng học thường và phòng học sáng tạo. Nhưng mà dù có là phòng học nào đi chăng nữa thì đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như là máy chiếu, micro, máy điều hòa và mọi thứ để giúp cho việc học của các bạn tốt hơn. Để chọn môn học và sắp xếp lịch học thì như ở Việt Nam thì các bạn sẽ được trung tâm sắp xếp môn học có sẵn và xét vào những cái lịch cố định. Thì ở bên này cũng vậy, bên khoa sẽ đưa cho tụi mình một cái lịch học có sẵn, xong rồi tụi mình sẽ dùng cái lịch học đó để đăng ký trên Moodle. Và trên Moodle thì hiện tại cũng khá là tiện lợi cho các bạn trong cái việc quản lý điểm số và cũng như là kiểm tra lịch học cũng như là bài giảng của thầy cô upload trên đấy. Về vấn đề thực tập và kiến tập thì các bạn không cần phải lo, tại vì tụi mình được nhà trường đảm bảo rằng là có khả năng kiến tập và thực tập. Thì học kỳ vừa rồi tụi mình cũng đã được trải nghiệm khá nhiều tại khách sạn 5 sao của thầy của mình ở trên Chai. Và về vấn đề thực tập thì qua học kỳ tới thì mình sẽ được thực tập vào một trong những khách sạn mà tụi mình mong muốn, và chỉ cần phỏng vấn nếu mình đậu thì mình sẽ thực tập có lương, nên các bạn yên tâm về vấn đề này nhé.